Ok, anh xin chào các bạn 2K5 nha. Thì hôm nay anh sẽ sửa đề anh chữa đề của sở Quảng Bình giúp em. Thì anh chữa đề của sở Quảng Bình thì đề mới thi vào tuần trước á. Thì đề anh thấy là nó chuẩn cấu trúc của đề minh họa 2023 của Bộ Giáo dục. Để mấy em xem nha. Thì bây giờ anh chữa luôn nha mấy em. Chữa luôn nha. Để rồi chuẩn phơm đề minh họa nha. Vô mấy em thấy câu 1 2 là mấy em biết cái đề này nó chuẩn thế nào rồi. Thì đây câu số 1 mình dùng cái gì đây? Câu số 1 thì là sẽ là phát âm theo phụ âm như giống đề minh họa đó, là bỏ phần phát âm SES mà thay vào đó là phát âm theo cái phụ âm. Thì cái đây là chữ này đọc sao? Fret. TH này là âm sờ đúng không? Fret. Thì mấy em xem nè. Fret. Fret. Đây. Đây là cái chữ của nó. Là cái âm này em âm sờ. Fret. 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 Đó là cái âm của nó nha. Thì đây là âm fret. Âm sờ. Fret. Rồi cũng bơi giống vậy luôn nè. Stink. Stink. Rồi câu C hơi khác xíu, cái này đọc là sao mấy em? Murder. Murder đúng không? Murder. Coi nha, murder. Đây nè, âm D. Murder. Murder. Đó. Murder. Còn mấy kia là âm sờ nha, mấy kia là âm sờ hả mấy em? Âm sờ. Fret. Fret. Stink. Theater. Câu C là murder. Murder. Thì câu số 1 này là câu C nha. Câu 1 này là câu C. 1C. Murder. Câu số 2 là phát âm theo nguyên âm. Thì em coi câu này mình dùng cái gì? Cái này là âm gì đây? Âm I đúng không? Âm I chứ. Nice. Nice. Cái đúng nó của nó sẽ là chữ I này nè. Nice. Nice. Đó, nice. Âm I nữa nha. Nice. Nice. Thì nó câu A sẽ là âm này. Nice. Đây là mix. Đây là y nè. Mix. Mix. Để em tắt ra dễ dễ nhìn nè. Đó, thì em thấy là cái này là mix, mi, mix, phim, link, nó giống với cái này luôn á. Phim, link. Thì câu số 2 là câu A nha. Nice. Phát âm theo cái nguyên âm. Thì câu này là câu A. Nice. Nice. Còn là mix, phim, link. Câu số 3 là về phần trọng âm. Cái này là collect. Âm 2 nè. Rescue. Này âm 1 mấy em. Rescue là âm 1. Rescue. Nhớ âm 1 á. Explain. Enclose. Âm 2. Thì câu này là câu B nha. Rescue. Nhớ âm 1. Rescue. Why don't you rescue me? Rescue, giải cứu. Âm 1, còn làm 2. Collect, explain, enclose. Thì câu này là câu B nha. Câu số 4, ở đây là business. Âm 1, company. Âm 2, âm 1 luôn. Department, rồi âm 2 nè. Thì câu này là câu C nha. Department, department, âm 2. Câu D là 1. Hesitate, hesitate. Company, business là âm 1. Thì câu C hai em department. Rồi tiếp luôn nha. Câu số 5, số 5 coi dùng cái gì mấy em. Câu số 5 ở đây mấy em thấy động từ thứ nhất trong câu là locate đúng không? Động từ thứ nhất trong câu là locate. Động từ thứ hai trong câu là words inscribed, đang chi bị động á. Words thì hai động từ trong câu là mình phải dùng mình đều có hệ đúng không? Hai động từ trong câu thì bắt buộc phải dùng mình đều có hệ. Thì ở đây là rút gọn mình đều có hệ dùng có ba đi nha. Đây câu này là câu am. Thì cái chữ locate này nè, nó sẽ bằng những cái gì mấy em? Which is located nha. Located này bằng với which is located. Bởi vì sao? Vì cái động từ locate mấy em. Câu cái chữ này mấy em nhớ kỹ anh nè. Cái chữ locate á, động từ có nghĩa là xác định vị trí. Cái động từ locate á mình dịch là xác định vị trí.
xác định vị trí. Ở đây thì em thấy cái vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có dùng là gì ạ? Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng xác định vị trí ở Quảng Bình. Nghe chủ động là nghe rất là kỳ đúng không? Thì đây phải dùng verb đi. Nhưng mà thực chất câu này thực chất là luật headed là tính từ luôn em. Thực chất luật headed ở đây á là tính từ á. Bởi vì luật headed be located kiểu như là tọa lạc ở đâu á. Thì thực chất câu này thực chất là rút gọn mình đại quan hệ theo tính từ á nha. Là mình sẽ bỏ đại từ quan hệ và đó bỏ động từ to be. Mình chưa lại tính từ thôi. Bởi vì cái tính từ located là thường nó dùng như vậy em. Là tọa lạc á. Còn động từ located chủ động là mang nghĩa là xác định vị trí rồi. Thì cái này tính từ này located là tọa lạc. Thường nó sẽ dùng như vậy nha. Là cái vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Cái mà tọa lạc ở tỉnh Quảng Bình thì được ghi vào cái di sản ghi vào cái danh sách di sản thế giới vào năm 2003. Thì câu này là câu A nha. Câu số 6. Ở đây em thấy con này mình dùng cái gì đây? Có chữ đen. Chữ đen là dấu hiệu của cái gì? Dấu hiệu của so sánh hơn đúng không? Thì em nhớ so sánh hơn của chữ bad là chữ worse. Câu D nha. Worse. Còn worst này là so sánh nhất rồi. Worst này là so sánh nhất. Là câu D. Worse than. Thua trận đấu bởi vì tôi chơi rất là tệ. Nó thậm chí là tệ hơn so với trận đấu vừa rồi. Trận đấu gần nhất. Rồi câu số 7, đây em để ý câu này là về mệnh đề đại ngữ chỉ thời gian. Ở đây có cái gì đây? Will have worked, tương lai hình thành. Thì em nhớ cho anh mấy cái hiện tương lai là sẽ không đi với quá khứ nha. Câu A với câu B là loại, còn lại câu C, câu D. Rồi nhớ cho anh là sau mấy cái mệnh đề đại ngữ chỉ thời gian như là before, until, when, by the time, as soon as gì đó cũng không bao giờ được dùng thì tương lai đằng sau nha. Thì câu này sẽ là câu D em. Câu D nha. By the time I reach 60 years old. Đó, trước khi tôi 60 tuổi, tôi sẽ làm việc ở cái bưu điện này được 40 năm rồi. Hoặc là em nhớ là by the time á, cộng với thì hiện tại đơn. Với sau mình sẽ dùng thì tương lai hình thành nha. Đó, by the time cộng hiện tại đơn. Với sau mình sẽ dùng thì tương lai hình thành. Thì câu này là câu A. Rồi câu số 8, em nhớ cho anh cái tính từ dependent sẽ đi với giới từ on hoặc là upon nha. Thì câu này của Sam, dependent on là những người phụ nữ mà được giáo dục là ngày càng ít phụ thuộc hơn vào những quyết định của người chồng của họ. Thì câu này là câu C. Câu số 9 là câu hỏi đuôi. Nhiều bạn thì có thể thấy chữ spread này là hiện tại đơn đúng không? Vô chọn câu A liền. Nhưng mà có phải vậy không? Ở đây em để ý nè, a strong wind. Ở đây a strong wind là một cơn gió mạnh là nó đang là switch đúng không? Nếu mà switch thì động từ ở đây hiện tại đơn thì phải ms vô đúng không? Phải ms vô, hiện tại đơn á thì nó phải ms vô. Nhưng mà ở đây không phải ms thì nó có vấn đề đúng không? Ở đây thực chất á, cái chữ spread này nè mấy em. Mấy em nhớ nhanh, đây là động từ bất quy tắc. Thì ba cột của chữ spread này đều giống nhau á. Spread, spread, spread. Nó giống nhau hết nha. Ba cột của chữ spread này là đều như vậy. Thì ở đây thực chất cái chữ spread này nè, nó đang chỉ hiện quá khứ đơn mấy em. Chữ spread này đang chỉ hiện quá khứ đơn. Bởi vì nếu hiện tại đơn thì nó phải mét vô rồi. Chữ switch thì cái chữ spread ở đây là đang chỉ hiện quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì mượn trộm từ did, vô định lại là câu D nha. Did and it nha, nhớ cho anh nha. Để nè, đây là chỉ quá khứ đơn. Ba cột của chữ spread này như vậy. Rồi câu số 10 là về mạo từ. Em nhớ cho anh là play cộng the cộng tên nhạc cụ. Thì mình sẽ dùng như vậy nhé. Play cộng the cộng tên nhạc cụ. Tên nhạc cụ có thể là gì? Là piano, violin, guitar, bla bla bla. Hoặc là như cái này, harmonica. Harmonica là một cái loại nhạc cụ. Cái này gọi là cái kèn cái gì đó mấy em. Thì hoặc là mấy em có thể đoán là in a popular local band, trong một cái ban nhạc địa phương. Ban nhạc thì ở đây mình đoán là một cái nhạc cụ gì đúng không? Đó, một cái ban nhạc địa phương. Thì câu này là câu C nha. Đờ mấy em. Câu này sẽ là câu C. Đờ. Play cộng đờ cộng với tới nhạc cụ. Thì câu này là câu C. Bảo tôi chơi cái nhạc cái nhạc cụ harmonica rất là hay trong một cái ban nhạc địa phương rất là nổi tiếng. Rồi, rất là nổi tiếng á. Rồi, câu số 11. Ở đây em thấy câu này về tư vấn. Rồi để ý nè. The successful applicant for the cái thí sinh thành công cho cái gì? Cho cái gì mấy em? Mình đó là một cái vị trí công việc đúng không? Một cái công việc.
Công việc thì ở đây ABCD câu nào? Cái này anh nghĩ nhiều bạn là biết thôi. Câu B, position. Thì mấy em nhớ cho anh cái chữ danh từ position ở đây nè. Nó sẽ bằng với chữ post hoặc là chữ job, công việc á. Position ở đây là công việc mấy em. Position ngoài nghĩa là vị trí, nó còn có nghĩa là vị trí công việc đó nha. Post với job, một cái vị trí công việc. Là một hy sinh thành công cho cái vị trí công việc sẽ là một self starter, một người làm việc mà tự lập được á, có động lực, người mà có kỹ năng giao tiếp rất là tuyệt vời. Thì câu này là câu B nha, position. Câu A, situation là tình huống rồi. Câu C là điều kiện. Câu D thì là địa điểm rồi. Thì câu này là câu B, position với post và job. Rồi câu số 12 là về phrasal verb. Thì mấy em coi câu này mình dùng cái gì. The province personnel administration department, cái ban hành chính nhân lực của tỉnh, thì thông báo là trao thưởng cho nhân viên, người mà có thể gì đây, nghĩ ra những cái giải pháp tốt đúng không, nghĩ ra một cái ý tưởng. Mình sử dụng câu A, come with, là nghĩ ra đó. Come with an idea, come with a solution, là nghĩ ra những cái giải pháp hay. Câu B, catch up with, mấy em dịch là bắt kịp á, bắt kịp cái level của ai đó. Catch up with, bắt kịp, như bắt kịp cái mức độ, cái level của ai á. Câu C, go through with, mấy em dịch là làm một cái gì đó tồi tệ á, do something unpleasant, làm một cái gì đó tồi tệ. Còn câu D, live up to, thì mấy em dịch là đáp ứng nha, đáp ứng, live up to, ví dụ là live up to expectation, đáp ứng cái sự mong đợi á, live up to, đáp ứng, như là live up to somebody's expectation, đáp ứng mong đợi của ai. Ở 13 thì mấy em để có động từ agree, thì mấy em nhớ cho anh là agree to do something, đồng ý làm gì. John đã đồng ý gặp tôi ở trong văn phòng của anh ấy. Rồi câu số 14, câu này thực chất là về từ vựng mấy em. Ở đây là tape, thì mình dùng cái gì đây, tape. Ở đây mình sử dụng câu B, câu B, câu B nha. Thì red tape đó, đây là một cái danh từ luôn mấy em. Red tape kiểu như là một cái thủ tục hành chính rất là rườm rà phức tạp á, mình dịch như vậy nha, thủ tục hành chính rất là rườm rà phức tạp, red tape đó, một cái thủ tục hành chính rất là rườm rà phức tạp, nhớ nha, thủ tục ha, cái thủ tục hành chính phức tạp kiểu như không cần thiết á. Thì con này mình dịch là tôi phải trải qua rất là nhiều cái thủ tục hành chính phức tạp, nhưng cuối cùng cũng có được cái tài liệu mà tôi cần. Thì câu này là câu B, red tape. Ở câu 15 là chi thì, ở đây có chữ while, có chữ while, đây quá khứ đơn nữa, found. Thì đây với sau mình dùng thì quá khứ tiếp diễn các em. Này dễ rồi, cái này gặp nhiều nhá. Tôi tìm thấy những bức hình này khi tôi đang lau dọn cái cupboard, cái tủ. Rồi câu 16, cái này về từ vựng, collocation. Câu này là vận dụng cao. Câu này thì hơi xịn nha. Vận dụng cao thì mấy em để nha. Có chữ deal. Có chữ deal thì mấy em nhớ cho anh mình sẽ có một cái cụm là draw deal. Draw deal mấy em dịch là kiểu một cái unfair treatment. Cái sự đối xử không công bằng á, rất là tệ. Unfair treatment, kiểu như khó khăn á. Draw deal, unfair treatment, một cái sự đối xử rất là tồi tệ, không công bằng. Đó, thì câu này sẽ là câu B em. Draw deal, một cái sự đối xử rất là tồi tệ. Là rất nhiều người phải, rất nhiều người, người mà gặp khó khăn á, sự đối xử tồi tệ trong cuộc sống sẽ cho thấy cái niềm vui rất là bất ngờ, cheerfulness. Thì câu này của B nhé, draw deal. Rồi câu số 17, thì đây em thấy mình dùng cái gì đây? When we return, ở đây chi thì đúng không? Có when hiện tại đơn. Thì đây em coi câu này mình dùng cái gì? Thì em để nha, có when hiện tại đơn, ở đây là hành động trong tương lai đúng không? Khi chúng tôi về nhà, ngôi nhà sẽ được trang trí đúng không? Thì cái này là câu A thôi nha. Để nè, cái này đang chia trong tương lai nha em, nhớ nha. Thì sau này mấy em cứ thấy là when mà cộng với thì hiện tại đơn á, thì với sau mình sẽ dùng thì
tương lai đơn nha. When mà cộng hiện tại đơn thì với sau mình sử dụng thì tương lai đơn. Nhớ nha. Thì câu này sẽ là câu A. Khi chúng tôi về nhà, là ngôi nhà sẽ được trang trí xong với những cái hoa rất là nhiều màu sắc. Thì câu này là câu A. Rồi, câu số 18. Ở đây em thấy there's là danh từ. Trước danh từ thì dùng tính từ. Câu D thôi, special. Là những vị khách nên nói với tiếp tân trước nếu họ có bất kỳ cái chế độ uống đặc biệt nào. Thì câu này là câu D, special. Rồi, câu số 19. Đây là về tư vấn và dụng cao. Ở đây, approach, thì em nhớ cho anh mình sẽ một cái cụm gì. Mình sẽ có một cái cụm cụm gì em. Đây là câu C nha. A grand approach. A grand approach mình dịch là một một chút sự thật á. Bởi vì cái chữ grand này là grand này nè. Cái chữ này có nhiều nghĩa. Thường mấy em nhớ là ngũ cốc đúng không? Cái này cũng như là một cái a very small amount. A very small amount. Đó, một cái lượng rất là nhỏ. Một cái lượng rất là nhỏ. Thì a grain of truth mình dịch là một cái lượng niềm tin rất là nhỏ đó. Một chút sự thật, một chút sự thật. Mình dịch một chút sự thật đi. A grain of truth, một chút sự thật. Rất ít sự thật á, kiểu như rất ít sự thật. Là tôi không nghĩ là những cái này là có nhiều. Tôi không nghĩ là những cái này có một chút sự thật trong cái lời đồn đó. Đó, thì câu này là câu C. Tôi không nghĩ là có một chút sự thật nào trong cái lời đồn đó. Kiểu một chút sự thật á. A grain of truth. Thì câu này là câu C em. Thôi, em coi coi mấy câu này mình có trục trặc chỗ nào không? Coi coi có thắc mắc chỗ nào không? Có gì thì nói anh nha. Có gì nói anh. Có gì coi coi mình có trục trặc chỗ nào không? Rồi tiếp luôn nha mấy em. Rồi tiếp luôn nha. Nói luôn câu số 20. Jim và Laura nói về làm thế nào keep fit. Kiểu như là có vóc dáng đẹp á. Thì Laura cái gì? Bạn có đồng ý là physical exercises, tập thể dục về thể chất á, có thể giữ cho body, cơ thể chúng ta khỏe mạnh được không? Thì Jim nói sao? Chúng giúp chúng ta trở nên khỏe mạnh, healthy. Thế là Jim sẽ đồng ý với kiến của Laura. Đồng ý thì câu này là câu C. There is no doubt about it. There is no doubt about it. Chắc chắn rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Mấy kia thì không phải nha. Phản đối á. Câu số 21. Jack và Eric đang nói về cái kế hoạch của họ vào tuần này. Thì Jack nói gì? Sao chúng ta không ghé cái Imperial Citadel, cái kinh thành mấy em? Sao chúng ta không ghé thăm cái kinh thành vào tuần này nhỉ? Ở đây là một cái lời gợi ý. Lời gợi ý thì thường mình sẽ đáp cái gì mấy em? Đáp lại là cái gì? Thì câu này là câu B nha. Câu B thôi. That's a great idea. Ý kiến hay đó. Hoặc như gợi ý đi đâu á, mình sẽ đáp lại câu B. Hoặc là sounds good. That's a great idea. Ý kiến hay đó. Câu D, what rubbish. Thật vớ vẩn, tôi không nghĩ nó hữu ích. Là sai nha. Thì câu này là câu B. Câu này là câu B. Rồi, tiếp luôn nha. Tiếp luôn em. Câu số 22 luôn. Mấy em coi coi câu số 22. Ở đây mình dùng cái chữ gì đây. Câu số 22. Ở đây whatever the activity level. Ở đây về trải nghiệm đúng không? Trải nghiệm nè. Dù cho cái mức độ hoạt động như thế nào thì tất cả những cái sở thích có thể đòi hỏi cái mức độ expertise rất là cao. Expertise kiểu như là cái chuyên môn đúng không? Cái sự thành thạo, cái chuyên môn, cái sự thành thạo. Thì trái nghĩ lại là cái việc thiếu kỹ năng, cái việc thiếu chuyên môn, cái việc thiếu kỹ năng. Trái nghĩ lại thì câu này là câu B nha. Incompetence là cái sự thiếu kỹ năng á, cái sự không thành thạo mấy em, cái sự thiếu kỹ năng. Thì câu này là câu B. Incompetence, cái sự thiếu kỹ năng.
Câu A capability là cái năng lực á, cái khả năng này. Capability kiểu như cái năng lực, khả năng. Câu C experts cũng kiểu kiểu chuyên gia hả? Cái sự thành thạo. Câu D skillfulness là cái sự khéo léo à. Cũng kiểu kiểu như chữ expertise á. Rồi 23 luôn, tôi không biết là họ sẽ hỏi gì trong cuộc phỏng vấn công việc. Tôi chỉ blade by ear. Blade by ear là gì mấy em? Mấy em đoán được nha. Ghi đằng trước là tác giả ghi gì? Tác giả ghi là tôi không biết là họ dự định hỏi gì trong cái cuộc phỏng vấn công việc. Tôi chỉ kiểu tôi chỉ sao đây? Tôi sẽ ứng biến đúng không? Mình đang nói ứng biến á, tại vì mình không biết gì hết, mình ứng biến thôi. Mình xây sở, mình ứng biến. Ứng biến có nghĩa là mình không có kế hoạch trước. Đúng không? Ứng biến là không có kế hoạch trước, không có chuẩn bị trước. Thì trái nghĩa lại là có chuẩn bị trước, có kế hoạch trước. Thì câu này là câu A nha. Plan well in advance. Đó, là chuẩn bị trước, chuẩn bị rất là tốt trước đó. In advance là trước á, là chuẩn bị trước rất là tốt. Câu B cẩn thận về nó. Câu C lắng nghe người khác nói chuyện. Câu D là không có lên kế hoạch trước đó. Do not plan beforehand. Rồi, tiếp luôn nha mấy em. Tiếp luôn nha. Câu 24. Physically inactive people. Những người mà inactive, kiểu không có năng động mà, không có hoạt động mà, không có năng động về mặt thể chất thì gặp rủi ro phát triển bệnh tim, kiểu như là lười vận động á. Thì inactive ở đây là không có năng động, thì đồng nghĩa đây là câu D thôi. Passive là bị động á, kiểu như thụ động, không có chịu vận động á. Câu D là passive. Câu A dynamic là năng động à, năng nổ à, dynamic. Câu B là sáng tạo, creative. Câu C thì là sống động à, lively. Rồi tiếp luôn nha. Câu số 25. You had to list the chronology à. Chronology. Anh nhớ lộn cái chữ tính từ của nó. Chronological. Cái này danh từ nha. Chronology. Chúng tôi phải liệt kê cái chronological events. Liệt kê cái gì mấy em? Cái thứ tự thời gian đúng không? Của những cái sự kiện trong Thế chiến thứ 2, trong cái bài kiểm tra của chúng tôi. Thì chronology là cái thứ tự thời gian, thì đồng nghĩa là câu B, cái chuỗi thời gian á, time sequence, cái chuỗi thời gian, sequence là cái chuỗi à. Câu A discrepancy là cái sự khác biệt à, discrepancy, cái sự khác biệt. Câu C catastrophe là thảm họa, giống với chữ disaster, thảm họa, catastrophe là giống câu D nè. Rồi 26, it isn't necessary, nó không cần thiết, chuẩn bị birthday party. Không cần thiết thì câu này là câu A mấy em. Needn't repair. Câu A thôi. 27 là chuyện nói thì nè. Lần cuối cùng anh ấy viết thư cho tôi là 2 năm trước. Biết là anh tán thành thôi. Anh ấy đã không viết thư cho tôi được 2 năm rồi. Thì câu này là câu C nha. Rồi 28. Nên coi câu này mình dùng cái gì. 28. Đây là tường thuật câu hỏi có từ từ câu hỏi yes no. Thì em nhớ ngành gì là công thức nha. Em nhớ là chủ ngữ mình phải dùng ask đó. Chủ ngữ cộng ask cộng tân ngữ cộng if hoặc là whether cộng với chủ ngữ cộng với verb mà mình phải lùi thì. Thì ở đây đây là tường thuật câu hỏi yes no nha. Chủ ngữ cộng ask cộng tân ngữ. If whether. Rồi thì đây theo công thức thì câu nào? Ở đây you là ngôi thứ hai đổi theo người nghe. Người nghe ở đây không ghi gì hết là mình hiểu là tôi ấy nha. Tôi thì ở đây là chủ ngữ you thì đổi thành I. Loại của C. Did là quá khứ đơn lùi xuống quá khứ hình thành. Thì câu này là câu D. Câu D thôi nha. Là câu D. Rồi tiếp luôn nhé. Tiếp luôn nha em. Tiếp luôn nha. Câu số 29. Rồi mấy câu này nói chung là giống với điều minh họa. Phát hiện là anh ấy có một cái thái độ cho tài chính. Nghe câu kỳ kỳ thì thái độ cho tài chính nghe kỳ kỳ đúng không? Thái độ cho tài chính nghe kỳ kỳ à. Nè câu B. B sao nha. Ở đây mình sẽ dùng cái gì? Mình sẽ dùng chữ aptitude. Aptitude ở đây là năng khiếu á. Aptitude ở đây là năng khiếu em. Aptitude
là năng khiếu nha. Aptitude là năng khiếu. Ở đây aptitude em nhớ dành nó sẽ đi với for, aptitude for something. Chữ này bằng với chữ talent. Nhớ nha, aptitude for something là cái năng khiếu. Đó, thì câu này sẽ là câu B em. Còn aptitude câu đề là thái độ à. Cái này thì mình dùng chữ aptitude. Thì câu này là câu B. Phát hiện là anh ấy có cái tài năng, cái năng khiếu cho tài chính. Anh ấy có được công việc như là một nhà phân tích tín dụng thương mại à. Thì câu này là câu B. Aptitude, aptitude for something giống với chữ talent. Rồi câu số 30. Đây em thấy mình dùng cái gì đây? Câu số 30. Ở đây là go, chứ không quá khứ đơn đúng không? Đây câu A hả em? Đây là câu này là câu A nha. Câu A. Ở đây mình phải dùng chữ got. Ở đây dùng chữ got nha. Got. Get got got. Mẹ mẹ của tôi đi lạc ở trong khuôn viên trường đại học một vài ngày trước đó. Là got lost. Câu số 31, đây về sai về đại từ nè. The Earth, trái đất là hành tinh duy nhất với cái lượng lớn oxy trong bầu khí quyển của nó đúng không? The Earth là số ít mà. Thế đây là phải dùng it chứ không dùng there được. Câu này là câu D. Câu D nha. Anh phải dùng it's atmosphere. Đó, là trái đất là hành tinh duy nhất có với cái lượng lớn oxy ở trong bầu khí quyển của nó. Thì câu này là câu D. Đây, mấy em coi coi có mắc chỗ nào không? Rồi, nó luôn cái tiếp cái phần này nhé mấy em. Câu số 32. Câu 32 mình dùng cái gì đây? Câu số 32. Ở đây là dạng đạo ngữ đúng không? Mấy em dịch câu đề nè. I posted the letter. Tôi đăng lá thư lên. Tôi nhận ra là tôi đã quên gắn cái tem lên nó. Thì ở đây em đoán. Ở đây là gì đây? I realized that. Tôi nhận ra là. Là ở đây em phải hiểu là hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai nha. Hành động thứ nhất là xảy ra trước hành động thứ hai. Hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai. Nghĩa là hành động đăng lá thư á, xảy ra trước hành động tôi nhận ra. Đó, đăng lá thư rồi mới nhận ra là quên gắn tem lên. Thì câu A là gì đây? Đảo ngữ only after. Only after sẽ đảo ngữ với sau á. Đây này, có đảo lắm em. Đây là realize that. Câu A mình dịch là chỉ sau khi đăng lá thư lên thì tôi mới nhận ra là tôi đã quên gắn cái tem. Thôi, hình như câu A đúng luôn em. Hình như câu A đúng luôn nha. Ở đây anh viết lại công thức mấy cái chữ only after cho mấy em luôn nha. Như câu A thì là only after nó cộng với danh từ á. Hoặc là bố binh. Nhân từ vinh thì phía sau nó sẽ cộng trộm từ cộng s verb. Đó, only after nó cũng phải cộng s verb ban đầu luôn nha. Only after cộng nhân từ hoặc là vinh cộng trộm từ s verb. Ở đây có vinh thì ở đây ghi vinh thôi. Rồi còn câu B là cấu trúc hardly when. Only when thì em nhớ cho anh nó sẽ đảo ngữ với đầu. Dùng thì quá khứ hiện thành đó. Only when cộng chủ ngữ cộng verb to be. Thì cái only when em dịch là ngay khi thì nhá. Cái này mình dịch là ngay khi thì. Ngay khi thì. Thì cái này nó sẽ bằng với cái chữ gì mấy em? Này nó sẽ bằng với chữ no sooner than á. Nó bằng với no sooner than nha. Nó giống với chữ no sooner than. Đó. Còn câu C là cấu trúc only but and so. Only but and so thì sẽ đảo ngữ với đầu cộng trộm từ cộng s verb cộng but and so cộng s verb nha. Có hai là but and so hoặc là but as well nha. Là không chỉ mà còn. Đó, thì em nhớ công thức nè. Câu B mình dịch là ngay khi tôi nhận ra tôi quên dán thư thì tôi đăng bức thư. Ở tôi không quên dán tem. Ở đây cô B xóa từ hành động rồi. Cô đề phải là đăng bức thư lên rồi mới nhận ra nha. Câu C. Not only but and so. Not only but as well.
Tôi không chỉ nhận ra tôi quên mà tôi còn đăng nó nữa. Sai nghĩa rồi. Câu D, ngay khi tôi đăng lá thư thì tôi quên nhắn tem. Ngay khi tôi đăng lá thư thì tôi quên nhắn tem à. Ở đây câu câu D nó sai em. Nó thiếu chữ gì em? Nó thiếu chữ realize nè. Nó thiếu động từ realize câu D rồi. Ở đây phải là tôi nhận ra mà. Tôi nhận ra là tôi quên nhắn tem. Cái này thiếu cái chữ realize là mất sai nghĩa rồi nha. Đó, đăng lá thư thì tôi quên dán tem là hiếu nghĩa realize rồi, nên câu này sẽ là câu A đó. Mấy em nhớ kỹ cái này nhé, cái này quan trọng em. Rồi, nhớ kỹ nha. Rồi tiếp luôn nha, coi có hai mắt chỗ nào không. Rồi, nhớ only after nè, only after là sẽ đảo ngược với sau. Only là when. No sooner hay là then nhé. No only burn rồi đảo ngược với đầu. Rồi tiếp luôn nha. Câu 33, he shock sighted. Cái này hình như là cận thị hả ta? Shock sighted. Anh ấy bị cận thị, do đó anh ấy phải đeo mắt kính. Ở đây em để nha, hay vế rồi là hiện tại đơn hết. Hay vế là hiện tại đơn hết. Has to. Hiện tại thì nếu mà diễn tả tình huống trái hiện tại mình sẽ dùng điều kiện loại 2. Thì câu này là câu C em. Nếu anh ấy không bị cận thị, anh ấy đã không phải đeo mắt kính. Câu A được kỳ lộ 1 à? Câu C được kỳ lộ 3. Trái quá khứ. Đây trái hiện tại là dùng được kỳ lộ 2. Thì câu này là câu C em. Này sai nha. Câu D là đảo ngữ lộ 1 á. Short này là nguyên lộ 1. Sai. Rồi anh nói tiếp luôn nha. Câu số 34. 34 là về dạng lượng từ mấy em. 34 là về cái dạng lượng từ. Đây quan trọng nhất là people này mình phải xác định được đây là danh từ số ít, số nhiều hay là không đếm được. Ở đây là people là danh từ số nhiều đúng không? Thì mình loại được câu B nè. Another là cộng với danh từ số ít rồi. Much thì cũng cộng với danh từ không đếm được. Much cộng danh từ không đếm được. Ở đây có câu A hay câu C là cộng được với danh từ số nhiều. Thì ở đây câu này về nghĩa đó, nhưng coi mình dùng cái chữ nào. Chính xác nhất ở đây về nghĩa mà dùng câu C em. Hợp nhất ngữ cảnh là câu C. Most people. Thì em nghe dịch nha. Hầu hết mọi người thì được nuôi dưỡng á. Bring up ở đây là nuôi dưỡng á. Hầu hết mọi người thì được nuôi dưỡng là tin là nó rất là quan trọng để giữ ấm à. Warm. Giữ ấm thì mình sẽ dùng cái collocation là keep warm nha em. Keep warm là giữ ấm. Đó là nhiều người được nuôi dưỡng tin là nó rất quan trọng để keep warm. Giữ ấm trong suốt thời tiết lạnh với thêm đồ và máy sưởi. But research shows that. Nhưng nghiên cứu cho thấy là cái điều ngược lại thì đúng. Thì ở cái trung tâm sức khỏe ở Đức, hàng trăm du khách làm theo cái lời khuyên này. Follow this advice. Làm theo lời khuyên bằng việc tắm nước lạnh đầu tiên vào 6 giờ sáng và bước ra cảm thấy thư giãn hơn. À, nghe lão ha. Vì thời tiết lạnh là mình nên tắm nước lạnh chứ không tắm nước nóng à. Thì đây là cái sự thật. Nhưng đây là điều này gây ra bởi sự thật là nước lạnh á gia tăng cái hàm lượng đường trong máu, nhịp tim và cái nhịp thở. Thì nghiên cứu mới ở cái trung tâm y học ở Hanover đã cho thấy là những người mà tắm nước lạnh á hàng ngày. Những người mà tắm nước lạnh hàng ngày thì có ít hơn 50% bệnh cảm và vấn đề về sức khỏe so với những người mà không. Rồi, con này là về mình đều ủng hộ. Thì mấy em coi con này mình dùng cái gì đây? Mấy em coi con này mình dùng cái gì? Ở đây nè, mấy em dịch câu này nha. Dịch cái câu này mấy em coi mình dùng cái gì? Ở như anh đằng trước ghi gì? Em dịch câu này nè. Nghiên cứu mới ở cái trung tâm y học Hanover cho thấy là những người để đeo dose này cũng giống nè em. Những người đúng không? Để đeo dose thực chất là dose gì em? Là dose people đúng không? Cho thấy là những người mà tắm nước lạnh hàng ngày thì có ít hơn 50% bệnh cảm lạnh hay là những vấn đề về thở so với những người. Ở đây cũng là dose people luôn. Thì ở đây chỉ người
ở đây là mình dùng câu A nha, who. Đó, thực chất là those people, and those people who don't. So với người mà không, thì câu này là câu A em. Câu này là câu A. Câu A nha. Rồi tiếp luôn nha em. He studies in London, là những nghiên cứu ở London. Thì cũng sao đây, câu này chính xác nhất về nghĩa mình dùng câu B em. Proven nha. Câu B, proven. Câu này là câu B nha em. Câu này là câu B. Proven là chứng minh đó. Proven là những nghiên cứu ở London cũng chứng minh là cái treatment này, cái việc đối xử này đó, xử lý này, cái việc chữa trị này sẽ giúp bảo vệ khỏi bệnh tim. Thì đối với những người mà thấy cái ý tưởng của cái hành động này á là không thể tưởng tượng được, thì sau đó regular exercise, việc tập thể dục thường xuyên như là đi chạy bộ hoặc là chạy xe đạp là một sự thay thế tốt. Nếu như là đang nói về mấy người mà nghĩ là việc tắm nước lạnh trong thời tiết lạnh đó là không có phù hợp, thì nên sao? Nên chạy bộ thay vào đó. Rồi mấy em coi câu 38 ở đây mình dùng cái gì đi. Câu số 38 ở đây mình dùng cái gì? Ở đây nói chung là tác giả nói một hồi là phân tích là thời tiết lạnh là mình nên đi tắm nước lạnh à. Phân tích là lợi ích của nó. Thì đây chính xác nhất, ở đây mình dùng câu D em, chữ so nha. Câu so, ở đây dùng chữ so. Câu so em, ở đây dùng so nha, so. Vì vậy, next time, lần kế bạn mà bị bệnh cảm, đừng ngồi và phàn nàn, hành động đi. Thì câu này là câu D em, câu này là câu D nha. Rồi tiếp nhiệm em. Cái này là CDA nha, CDA và BD. Hôm em coi coi mình có thắc mắc chỗ nào không? Coi coi mình có thắc mắc chỗ nào không? Rồi, nó luôn cái bài đọc hiểu kế tiếp nha. Nó luôn cái bài đọc hiểu kế tiếp giùm em. Nó luôn cái bài đọc hiểu kế tiếp. Đọc hiểu 5 câu nha, đọc hiểu 5 câu. Earthquakes, rồi vô là hãy nói về động đất đúng không? Động đất là một trong những cái thể loại thảm họa thiên nhiên gây chết người nhất. Deadliest, gây chết người nhất. Chiếm, account for là chiếm tỷ lệ, chiếm tỷ lệ đa số của thảm họa thiên nhiên gây ra cái chết trong 2 thập kỷ qua. Và chúng thường theo sau bởi aftershocks, địa chấn, dư chấn, dư chấn. Rồi lở đất, rồi sóng thần và cháy luôn. Rồi thì nói chung em thấy đoạn 1 đang tác giả đang nói về cái gì em? Đang nói về động đất đúng không? Đang nói về động đất. Cái gì nguy hiểm gì đó. Rất là tồi tệ. Rồi mình đọc tiếp đoạn 2 luôn nha. Millions of low intensity quakes. Hàng triệu quake là giống với earthquake em, động đất á. Hàng triệu những cơn động đất mà cường độ nhỏ xảy ra vào mỗi năm. Nhưng cứ mỗi những cái mỗi gì đây? Cứ mỗi một tới 2 năm trên khắp thế giới là a major quake, một cái cơn động đất lớn với cái độ lớn magnitude, độ lớn á, độ lớn tầm 8 hay là cao hơn xuất hiện. Ở đây cứ như là một cái đo lường về cái cường độ của động đất á, là độ lớn là 8 hay lớn hơn là xuất hiện, hay là lâu lâu có một cơn động đất lớn xuất hiện ha. But nhưng mà trong khi thì cái magnitude, trong khi cái độ lớn á, là đo lường cái intensity, đo lường cái cường độ, nó không nhất thiết là cái sự biểu hiện của thiệt hại. Ý tác giả là gì em? Nghĩa là độ lớn á, càng cao là chưa chắc là thiệt hại nhiều đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Rồi em coi tác giả có giải thích nè. Là vào năm tháng 1 2010, một trong những cái trận động đất mà gây chết người nhất ở thế kỷ 21 đánh vào nước Haiti,
giết chết 220.000 người, ước lượng gây chấn thương 300.000 người và để cho 1.5 triệu người vô gia cư. Thì được quake, cái trận động đất ở cái một magnitude, một cái độ lớn ha. Rồi, nói chung là một magnitude mà gây như đây người bị ảnh hưởng em. Thì only a month later, chỉ một tháng sau là vào tháng 2 2010 thì Chile thì bị đánh bởi một cái trận động đất ở cái cường độ cao hơn là 8.8 magnitude luôn. Là cao hơn cái này mấy em, cái này có 1 magnitude à, cái này là 8.8 magnitude. Tuy nhiên á, Chile là chứng kiến cái số ca tử vong nhỏ hơn là 500 số cá chết và có cái thiệt hại về cấu trúc tương đối là nhỏ. Rồi, nói chung là em thấy cái đoạn 2 đang nói về cái gì em cũng đang nói về động đất đúng không? Là thường là động đất là nó cường độ nhỏ thôi, nhưng mà lâu lâu sẽ có một cái cơn động đất rất là lớn. Nhưng mà tác giả nói về cái rất quan trọng là gì đây? Em coi tác giả nói cái gì quan trọng ở đây? Kiểu như là sao? Cái magnitude á, chưa chắc là thể hiện cái thiệt hại đúng không? Như một cơn động đất ở Haiti là chỉ có một magnitude thôi, nhưng mà gây như đây người chết à, chấn thương như đây, vô gia cư như đây. Ở Chile thì lại magnitude tới 8.8, nhưng mà cái thương vong có 500 mà có 500 người chết, trong khi cái này tới 220.000 người mà một magnitude thôi á. Thì cái magnitude này như là nó không có, không phải cứ càng lớn là càng gây thương vong nhiều, kiểu như vậy. Thì ở đây mình sẽ làm được câu số 40 mấy em. Ở đây mình sẽ làm được câu 40 nha. Là theo bài đọc là vào năm 2010. Theo bài đọc vào năm 2010. Ở đây mình dùng cái gì đây? Theo bài đọc vào năm 2010. Câu A là gì? Là hơn 2 triệu người Haiti á, Haitians, hơn 2 triệu người Haiti thì bị ảnh hưởng bởi động đất. Hơn 2 triệu người Haiti bị ảnh hưởng bởi động đất. Rồi, thì câu A đúng em, câu A đúng nha. Hơn 2 triệu người Haiti bị ảnh hưởng bởi động đất. Thì con này là câu A. Câu A thì cả vào đây em. Hơn 2 triệu người Haiti. Ở đây nè. Con này là câu số 40. Nè, con này đáp án ở đây nha em. Nè, vào tháng 1 năm 2010, động nhân trận động đất mà gây chết người nhất vào thế kỷ 21 đánh vào Haiti. Nó giết chết là 220.000 người, chấn thương như đây và 1.5 triệu vô gia cư. Có nghĩa là mấy em cộng hết ba con số này á. Mấy người mà chết, mấy người mà chấn thương, mấy người mà vô gia cư. 1.5 cộng 1.5 triệu cộng 300.000 là 1 triệu 8 đúng không? 1 triệu 8 cộng với 220.000 nữa là lên 2 triệu 020 hả? Là hơn 2 triệu đúng không? Hiện nay giống với over 2 million nè. Hơn 2 triệu người Haiti là bị ảnh hưởng bởi động đất. Là bao gồm người chết, người bị thương và người vô gia cư. Thì câu này là câu A nha. Còn câu B, nước Chile thì thấy cái gì? Thấy nhiều cái chết và thiệt hại về cấu trúc hơn từ động đất so với Haiti. Thì câu B nó sai mấy em. Chile thương vong nhiều hơn à, so với Haiti là sai. Trong bài đọc ghi Chile thương vong bao nhiêu ta? Chile thương vong có 500 à, 500 người chết, Haiti tới 220.000 nha. Còn câu C thì sao? Có hai cái trận động đất gây chết người nhất vào thế kỷ 21. Hai trận động đất mà gây chết người nhất vào thế kỷ 21. Câu C là sai. Trận động đất của Chile có 500 người chết mà gây chết, có phải là thương vong nhiều nhất đâu. Với lại ở đây cũng ghi ở Haiti là một trong những cái trận động đất gây chết người nhất thôi, chứ không nói là gây chết cái trận động đất mà deadliest nhất nha. Một trong những thôi. Còn câu D, động đất ở Chile là cái mà phá hủy nhất ở trong lịch sử của nó hả? Trong bài đọc không có đề cập em. Với lại ở đây là thương vong chỉ có 500 cái chết mà có phải lớn nhất đâu. Trong bài đọc cũng không ghi. Rồi, mình đọc tiếp cái đoạn cuối lắm em. This is because Chile learned from its history. À, đây là bởi vì nước Chile á, học từ cái lịch sử của nó. Lịch sử của nó là its này hay cho gì em? Its này hay cho gì? Hãy cho Chile nha, hãy cho nước Chile á. Thì câu số 41, đây là câu B nha, Chile's. Thì câu này là câu B, Chile's. Này là câu B. Rồi tiếp luôn nha. À, bởi vì nước Chile học từ lịch sử của nó,
là một cái quốc gia có thu nhập tương đối cao đúng không? Relatively high income country là một quốc gia có thu nhập tương đối cao, thì có cái means, có cái phương tiện để address problems, có phương tiện để giải quyết vấn đề với cái cơ sở tầng và phản hồi với phản ứng với thiên tai. Thì trước khi mà thảm họa xảy ra thì stakeholders, cái câu này mấy em dịch là gì mấy em? Stakeholders, thường thường mấy em nhớ cái này là cổ đông đúng không? Cổ đông là người nắm giữ cổ phần trong công ty á. Ở đây câu này nếu mà dịch cổ đông nghe kỳ kỳ không ta? Thật ra thì cái chữ stakeholder mà nghĩa cổ đông còn có nghĩa là kiểu như người đóng vai trò, người người gọi là gì ta, kiểu như stake là một cái phần, hold là giữ, stakeholder là người giữ một cái vai trò gì đó, người giữ một cái phần gì đó đó. Kiểu như ở đây người ta giải thích nè, là trước khi động đất xảy ra thì stakeholders, những người mà đóng vai trò như là gì, non profits, phi lợi nhuận, tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ địa phương và quốc gia và thành viên cộng đồng nên được mang lại cùng nhau, hợp tác cùng nhau để thực hiện một cái kế hoạch phản ứng khẩn cấp. Ông nói như vậy thì stakeholder cũng như là những người mà đóng vai trò đúng không, đóng một cái vai trò kiểu như là mấy người này đó, những người mà đóng một cái vai trò. Thì ở đây chính xác nhất câu 42 là câu C, shareholders. Thì này sai nhá, shareholder cũng là cổ đông á, nhưng ở đây mình dịch là cái dư những người mà đóng vai trò, share cũng là một phần nè, a part of something, holder là người giữ lấy, là những người đóng một cái vai trò gì đó. Thì câu này là câu C nhá. Còn câu A, manager mấy em dịch là quản lý á. Rồi này không phải quản lý à, provider là người cung cấp à, này không phải luôn. Câu D, coordinators là người điều phối, coordinator là người điều phối, ở đây mình không dịch là người điều phối mấy em. Mình không dùng câu D được, người điều phối có như là một người mà chịu trách nhiệm cho việc điều hành một cái hệ thống á, để hoạt động sao cho hiệu quả. Ở đây mình không dùng câu D được nha, thì cái đây phải là câu C, shareholders. Rồi tiếp luôn nha, mình nói luôn cái chỗ này. Thì sao đây, vào năm 1960, the Valdivia earthquake, cái trận động đất tên là Valdivia ở Chile là giết chết hàng ngàn người, để cho 2 triệu người vô gia cư, gây ra thiệt hại 550 triệu đô thiệt hại ở thời điểm đó. Giống với đô la, nếu mà xin tính với đô la ngày nay á, là 5.4 tỷ đô. Hồi xưa thiệt hại ghê ha. Thì cái earthquake này á, cái trận động đất này dẫn tới Chile là phát triển cái building codes, những cái quy tắc xây dựng nghiêm ngặt hơn và tạo ra cái phản ứng quốc gia phối hợp hơn cho những cái tình huống khẩn cấp như vậy. Rồi nói chung là đoạn cuối cũng nói về nước Chile là hồi xưa là bị động đất rất là ảnh hưởng lớn á, cái người ta chính phủ người áp dụng mấy cái quy tắc xây nhà nghiêm ngặt hơn mấy em. Thì ở đây mình làm được câu số 43 nha, 43 đây em coi mình dùng cái gì, thế nào sẽ đây là không đúng theo cái bài đọc, không đúng nha, con cho chọn câu không đúng á. Câu A là hàng triệu những cái trận động đất cường độ nhỏ xảy ra mỗi năm trên khắp thế giới, hàng triệu những trận động đất cường độ nhỏ xảy ra mỗi năm trên khắp thế giới. Thì câu A là không, câu A là có đề cập em, không phải đáp án nha. Đây nè, hàng triệu cái thì đề cập ở đây, đây chỗ này em, chỗ này nha. Millions of low intensity quakes occur every year, every 1 or 2 years around the world. A major quake with a magnitude 8 or higher transpires, là đề cập chỗ này. Đó là có hàng triệu trận động đất cường độ nhỏ xảy ra mỗi năm, cứ mỗi hai cái khắp thế giới vậy đó. Thì ở đây câu này là câu câu A có đề cập, là không phải đáp án nha. Còn câu B là sao? Đã từng có một trận động đất ở Chile vào năm 1960. Đã từng có một trận đó Chile năm 1960. Câu B có đề cập luôn nha, câu B không phải đáp án em. Câu B đề cập ở đây nè, năm 1960 đúng không, 1960 ở đây nè. In 1960, the Valdivia earthquake in Chile killed thousands, left 2 million people homeless, là đề cập chỗ đó đó nha. Còn câu C thì sao? Chile is a rich country, Chile là một quốc gia rất là giàu. Cái này có đề cập luôn mấy em, quá giàu ở đâu, quá giàu, rich country. Thì chữ rich ở đây nó sẽ giống với chữ này mấy em, đây này, relatively high income country.
là bởi vì Chile học từ lịch sử của nó và là bản thân là một cái gì quốc gia có thu nhập tương đối cao và phương tiện những vấn đề. Thì ở đây đáp án sẽ là câu gì em? Đáp án ở đây là câu D nha. The greater intensity of an earthquake, the greater intensity of an earthquake is, the greater intensity of an earthquake is, the more damage it causes. Là cái cường độ động đất càng lớn thì thiệt hại nó gây ra càng nhiều. Có phải gì không? Ý là câu D là cường độ động đất càng lớn á là thiệt hại nó càng gây ra nhiều. Ở đây câu D là sai. Bởi vì sao? Cái cường độ em, cái cường độ ở đây đâu trong trong đoạn 2 này có ghi nè. Ở đây đây chỗ này. Đây đây đây. Để cái dòng này nhé. Tô màu nào cho nó dễ nhìn ta. Là màu xanh đi. Mấy em dịch cái câu nào. Nhưng trong khi magnitude đo lường cái intensity nó không nhất thiết là cái sự biểu hiện cần thiết của cái thiệt hại. Có nghĩa là sao? Là chưa chắc là magnitude càng cao là thiệt hại càng nhiều. Cái tác giả mới dẫn chứng là ở hai cái nước này. Đầu tiên là nước Haiti là gây ra 220.000 người chết, như đây người chấn thương, như đây người vô gia cư là thiệt hại rất khổng lồ. Nhưng mà sao? Nè, the quake was at a magnitude, động đất chỉ có một magnitude thôi, là mới có một magnitude thôi như đây á. Nhưng mà ở Chile thì sao? Là tới 8.8 magnitude rồi, động đất á, 8.8 magnitude, nhưng mà thiệt hại chỉ có 500 người chết. Trong khi ở Haiti là động đất một magnitude mà gây ra như đây người chết. Nên ở đây là cái magnitude á, cái độ lớn nó không có đóng vai trò quan trọng cho việc xác định thiệt hại nhé. Kiểu như là cái magnitude càng lớn, cái độ lớn, cường độ càng lớn á, chưa chắc là cái chết sẽ nhiều hơn. Nên ở đây câu D nó ghi như vậy là sai em. Câu D là đáp án. Rồi thì ở đây cái câu số 39. Câu này thì dễ em. Nói chung là mấy em đọc hết bài đọc thì mấy em thấy nói về động đất thôi đúng không? Như động 1 là động đất là cái thể loại một trong những cái thảm họa thiên nhiên mà gây chết người nhất. Đoạn 2 thì nói về mấy trận động đất nhỏ thì xảy ra thành mỗi năm. Đó là vì có trận động đất lớn. Rồi tác giả nói về cái cường độ càng cao thì chưa chắc là thiệt hại càng lớn. Rồi động 3 thì nói về phân tích là tại sao nước Chile lại có cái thiệt hại nhỏ khi mà động đất tới 8.8 magnitude là gì hết sao đó. Hồi xưa là động đất giết rất là nhiều người Chile, cái chính phủ mới thay đổi cách xây nhà gì đó. Nói chung là mấy em thấy chính nó về động đất thôi đúng không? Thì câu này là câu A nha. Câu này là câu A em. Earthquakes, one of the deadliest source of natural disasters. Câu A. Động đất, một trong những cái thể loại thảm họa thiên nhiên mà gây chết người nhất. Câu B, một cái trận động đất cấp tốc đánh nước Chile à? Không phải à? Câu C, trận động đất gây chết người nhất thế kỷ 21 đánh vào Haiti. Câu D, Chile với phản ứng thảm họa. Ở đây chính xác nhất là câu D. Tác giả focus vào earthquake. Và đề cập cả nước Chile và nước Haiti luôn. Câu B, câu C đề cập riêng biệt là sai rồi. Rồi, tiếp luôn nha em. Anh nói tiếp luôn nha. Tiếp luôn nhé. À, tiếp luôn em. Bài đọc hiểu 7 câu. Anh thấy bài đọc hiểu 7 câu này của tỉnh Quảng Bình hình như giống giống của đề sở Phú Thọ lần 2 mới thi 2 mới đi mới thi mấy ngày rồi ta? Mới thi 1 tuần trước em. Nhưng mà anh thấy câu hỏi nó hơi khác nha, câu hỏi hơi khác. Câu hỏi nó hơi khác cái đề của sở Phú Thọ. Này cũng rất là hay. Rồi nói luôn nha. Apologies are powerful. Là gì đây? Những cái lời xin lỗi thì có sức mạnh rất là lớn. They resolve conflict. Chúng giải quyết cái mâu thuẫn á mà không cần dùng tới violence, không cần dùng tới bạo lực, và khôi phục cái equilibrium, khôi phục cái sự cân bằng cho những cái mối hệ cá nhân. Thì chúng có thể là cái dấu hiệu của strength, dấu hiệu của sức mạnh. Proof, cái bằng chứng là người xin lỗi có cái self confidence, có sự tự tin vào bản thân là thừa nhận cái lỗi lầm. Rồi, nói chung là đoạn 1 em thấy nói về cái apologies đúng không? Những lời xin lỗi có cái sức mạnh rất là lớn. Thì đoạn 2 nói về cái gì? Apologies. Thì những lời xin lỗi á, giống với
nhiều cái chiến lược giao tiếp khác, bắt đầu ở nhà. Thì trong cái ngữ cảnh ở nước Mỹ thì these ample evidence, có đủ cái bằng chứng là phụ nữ thì có xu hướng incline, có xu hướng là bày tỏ cái contrition, cái sự hối hận so với người đàn ông. Rồi đầu hai chúng cũng nói về apologies đúng không? Thì là phụ nữ có xu hướng hơn. Rồi tiếp nha, thì one woman for example, ví dụ là một người phụ nữ nói với tôi là cái resistance, cái việc cưỡng lại của người chồng cho việc xin lỗi làm cho cái disputes, làm cho cái việc tranh cãi của họ luôn luôn tiếp diễn, go and on, tiếp diễn á. Khi người chồng từ chối xin lỗi làm cho việc tranh cãi của họ luôn tiếp diễn. Thôi, một lần sau khi anh ấy quên gửi cho cô ấy một cái tin nhắn điện thoại rất là quan trọng, cô ấy không thể kiểm soát được cơn tức giận. Là không phải bởi vì anh ấy quên, cô ấy nhận ra là không, nhận ra là ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng là bởi vì anh ấy không xin lỗi. À, ở đây là lý do tại sao người phụ nữ này tức giận với em, là bởi vì ông chồng ông không xin lỗi, chứ không phải là bởi vì ông chồng quên nhắn tin. Đó, ông quên xin lỗi. Rồi, I did something like that. Nếu tôi làm một cái gì đó giống như vậy, cô ấy nói là tôi đã sao đây, fallen over myself, đã quỳ rạp xuống, nói là tôi hối hận như thế nào. Tôi cảm thấy như thể là anh ấy không quan tâm. Thì khi tôi hỏi người chồng về cái phía cạnh của câu chuyện, ông ấy nói là xin lỗi á, là không có chữa lành được vết thương. À, vì vậy nó có lợi gì chứ? So what good does it do? Anh ấy tự hỏi. Thì đây em thấy cái cụm fallen all over myself nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà đây dịch cái này nè, nếu mà người vợ làm cái gì đó như vậy á, bà nói như vậy là tôi đã sao, bà ấy đã quỳ rạp xuống nói là hối hận như thế nào, kiểu như là quỳ xuống nói xin lỗi luôn á, như là cho thấy cái sự sẵn lòng đúng không, cho thấy cái sự sẵn lòng làm gì đó. Nếu mà tôi làm cái gì đó tồi tệ như vậy, tôi nó quỳ rạp xuống nói là tôi hối hận như thế nào, thì ở đây kiểu như là cái cụm này là sẵn lòng á, sẵn lòng làm gì. Thì ở đây câu số 46 cho thấy cái sự sẵn lòng, thì câu này là câu B. Câu B, shown my willingness, cho thấy cái sự sẵn lòng. Đó, sẵn lòng làm gì? Thì câu này là câu B. Câu A, displayed my reluctance, cho thấy cái sự miễn cưỡng của tôi. Reluctance là cái sự miễn cưỡng em. Câu C là nỗ lực ít. Câu D là bày tỏ cái sự thất vọng rồi. Không phải nha, câu này là câu B, shown my willingness. Rồi, ở đây mình làm được câu số 45 em. Theo cái đoạn 2, chúng ta có thể học được gì từ cái tình huống của cái cặp đôi? Thì ở đây mình dùng cái gì em? Câu A có phải không? Người vợ có cái suy nghĩ là, ở đây em, cái chữ impression nè, cái này rất là quan trọng nha. Impression ở đây em không dịch là ấn tượng á, mình dịch là suy nghĩ nha, có cái suy nghĩ. Là người vợ mình dịch nè, người vợ có cái suy nghĩ là người chồng không có quan tâm. Thì em coi trong bài đọc có đề cập cái này không? Get the impression là mình dịch là có cái suy nghĩ nha. Người vợ có cái suy nghĩ là người chồng không có quan tâm, didn't care. Thì câu A đúng em, câu A đúng nha. Người vợ có suy nghĩ là người chồng không có quan tâm. Thì câu A đề cập ở đây nè, người chồng không có quan tâm. Ở đây đề cập đây nè, đây. Đây. Nên là vợ nói nè, I didn't something like that. Nếu tôi làm một cây đỏ giống như vậy, cô ấy nói là tôi đã quỳ rạp bản thân xuống nói là tôi hối hận như thế nào. Đây là chỗ này nè, I felt as though he didn't care. Tôi cảm thấy như thể là anh ấy không quan tâm. Thì ở đây em để ý nha, cái động từ felt này nó giống với cái cụm trong 45A là got the impression á, có cái suy nghĩ, cảm thấy là anh ấy không quan tâm. Thì ở đây là có cái suy nghĩ là người chồng không quan tâm, thì đây câu A đúng. Câu B là người chồng nhận thức được cái lợi ích của những lời xin lỗi. Có nhận thức được đâu? Cái đoạn 2 ghi là cái gì mấy em? Đoạn 2 ghi là ông này ông nói là apologizing á, là xin lỗi là không có chữa lành được vết thương đâu. Nhận thức được đâu mà nhận thức. Câu C, cái ignorance của người chồng, cái sự thiếu hiểu biết hả? Là cái sự thờ ơ, cái sự thiếu hiểu biết của người chồng về cái tin nhắn điện thoại của người vợ làm cô ấy rất là tức giận. Mấy em đọc kỹ câu này nha. Ở đây có phải là người chồng thờ ơ cái tin nhắn của người vợ không? Làm cô ấy tức giận. Có phải là người chồng thờ ơ tin nhắn người vợ không? Không. Trong bài đọc á, cái đoạn 2 mới đọc kỹ nha. Đoạn 2 là ghi là ông chồng đây nè, he forgot to, ông ấy quên
gửi cho cô ấy một cái tin nhắn điện thoại rất là quan trọng. Nghĩa là ông chồng ông quên gửi người vợ tin nhắn, chứ không phải là ông này ông lờ đi cái tin nhắn của người vợ nha. Kiểu như là ông quên gửi tin nhắn cho bà vợ thôi, chứ không phải là ông lờ đi cái tin nhắn của người vợ. Nên câu C là sai. Còn câu D, người chồng có xin lỗi nhưng anh ấy không có ý định. Cái điều anh ấy nói trong đoạn 2 không có đề cập ý này em, không có nói nha. Ở trong đoạn 2 thì ông cũng đâu có xin lỗi đâu. Rồi thì mình đọc tiếp cái đoạn 3 đó em. Rồi bây giờ anh mới ghi gì đây. Đây nè, như lúc này người chồng nói là xin lỗi có lẽ gì chứ. Rồi tác giả mới nói sao? The good news, cái lợi mà nó có là gì đây? Cement the relationship, là củng cố cái mối quan hệ. Là bằng việc nói là anh ấy xin lỗi, hay nói như thể là anh ấy có ý định đó. Anh ấy đã sẽ convey, truyền tải là anh ấy cảm thấy rất là tệ về việc làm cô ấy buồn. Thì cho thấy bạn emphasize, cho thấy bạn thấu hiểu, mang lại cái yếu tố về đi. Contrition. Thật ra ba chữ này giống nhau em. Contrition, remorse, repentance là cái sự ăn năn á, cái sự hối hận. Mà central, trọng tâm cho những cái lời xin lỗi. Giống như cái gì đây, promise là hứa là sửa chữa và không có tái phạm. Như nói về tầm quan trọng của apologies á, mấy cái yếu tố này. Thì khi mà thiếu những cái này, tại sao người vợ phải tin tưởng người chồng là không làm nó thêm một lần nữa. Rồi, đọc tiếp đoạn 4 luôn nha. Đoạn apologies tiếp nữa nè. Nói chung là đoạn 2, đoạn 3 tác giả focus vào một cái couple á, là người chồng không xin lỗi nên người vợ tức giận. Rồi, tác giả đề cập thêm cái lợi ích của việc xin lỗi á, là củng cố cái mối quan hệ, là trong gia đình đúng không? Rồi, tiếp đoạn 4 nè. Thì apologies là những lời xin lỗi có thể rất là powerful giống như vậy ở trong những cái tình huống hàng ngày ở làm việc. Rồi, bây giờ hết đề cập ở trong gia đình thì bây giờ đề cập ở nơi làm việc. Thì one company manager, một cái nhân viên quản lý, một cái quản lý công ty nói tôi là chúng là magic bullets. Rồi, em đoán là gì em? À, để nha. Là dòng đầu tiên tôi đã ghi lại gì? Những lời xin lỗi thì cũng có sức mạnh trong những cái tình huống hàng ngày ở đó làm việc. Thì một cái quản lý công ty nói tôi là họ chúng là magic bullets thì mình đoán cái gì? Giống cái câu này nè, đúng không? Nó phải giống nè. Ví như có sức mạnh á, có ảnh hưởng rất là lớn. Thì magic bullets cái như một cái gì đó có ảnh hưởng lớn đúng không? Hiệu quả hay là giải pháp hiệu quả đúng không? Đoán đoán à. Một cái gì đó rất là tuyệt vời. Giải pháp hiệu quả. Thì câu này chính xác nhất là câu B. Effective solutions, những cái giải pháp rất hiệu quả, kiểu như việc giải quyết xung đột đúng không? Câu A là những cái động lực quan trọng mà không phải động lực nha. Câu C là kỹ năng cần thiết. Câu D, enormous obstacles, obstacle là trở ngại á, những cái trở ngại khổng lồ. Câu D là sai, bởi vì sao đây gọi là giải pháp, hoặc là mấy em đọc câu sao tác giả có gì hết. When he admitted to subordinates that, khi anh ấy thừa nhận tới cấp dưới là anh ấy đã phạm cái sai lầm và sau đó bày tỏ cái remorse, cái sự hối hận là họ không chỉ tha thứ anh ấy mà còn trung thành hơn. Conversely, trái lại, khi tôi hỏi mọi người về cái điều mà làm cho họ khó chịu nhất ở trong cái cuộc sống làm việc thì sao? Đồng nghiệp, cái việc từ chối nhận lỗi của đồng nghiệp là cái câu trả lời thường xuyên. Thì đó mấy em thấy cái tầm quan trọng của sự xin lỗi á. Giống như ở đây là cái ông quản lý công ty nè, ổng thừa nhận cấp dưới là ổng phạm sai lầm, rồi cho thấy sự ăn năn, cấp dưới không chỉ tha thứ ổng mà còn nên trung thành hơn. Thì có nghĩa là đây là sao? Là những cái lời xin lỗi là magic bullets, là những cái giải pháp rất hiệu quả đó, trong việc giải quyết bất đồng đúng không? Giúp cho nhân viên gắn kết hơn đó. Rồi thì ở đây mình làm đọc câu cuối lắm em. Given the importance of, là với cái tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm cho những cái kết quả hoạt động chúng ta, thì nó distressing, nó rất là đáng buồn khi mà cái litigious nature, cái bản chất, cái này liên quan tới kiện tụng á, cái bản chất kiện tụng của xã hội chúng ta ngăn cản chúng ta có việc làm điều đó. We are, for example, ví dụ như là sao em? Đây nói về cái gì ta? Cái bản chất kiện tụng ảnh hưởng tới việc mình xin lỗi hả? Ví dụ chúng ta thì được hướng dẫn bởi những luật sư và automobile insurance companies, hướng dẫn bởi những luật sư và những công ty bảo hiểm xe ô tô là không bao giờ thừa nhận lỗi, admit fault, hay là nói là chúng ta xin lỗi là theo sau những cái tai nạn ô tô.
Bởi vì since, bởi vì điều này đặt chúng ta trong cái tình thế pháp lý rất là nguy hiểm, precarious, the stance, cái lập trường phù hợp nhưng mà take a toll, mình dịch là nhưng mà có hại á về mặt tinh thần. Rồi, nhiều bạn đọc cái chỗ này là sẽ không hiểu đang tác giả nói gì không em. Đây anh phân tích cho em nha. Có nghĩa là sao? Chỗ này em hiểu là sao đây? Ví như tác giả đang nói về cái gì? Ví như là cái tầm quan trọng của việc xin lỗi nó rất quan trọng đúng không? Nhưng mà rất đáng buồn khi mà cái bản chất kiện tụng xã hội ngăn cản chúng ta khỏi điều này. Có nghĩa là liên quan tới kiện tụng nó ảnh hưởng tới cái việc xin lỗi của mình. Là bởi vì sao? Nè ví dụ nè, tác giả ghi rõ nè. Chúng ta là được hướng dẫn bởi luật sư và những công ty bảo hiểm xe ô tô là không bao giờ thừa nhận lỗi. Nghĩa là mình á thường là mình được mấy cái luật sư với công ty bảo hiểm khuyên là đừng bao giờ nhận lỗi hay là xin lỗi là theo sau những cái tai nạn ô tô. Bởi vì sao? Bởi vì sao em? Có nghĩa là khi mà mình gặp tai nạn với xe khác á thì nếu mà mình nhận lỗi là mình sai thì mình phải trả tiền cho cái bên đối phương đúng không? Đúng không? Đúng không? Nếu như tai nạn thì thường ai cũng muốn là cái người đối diện á là họ phải nhận lỗi để họ trả tiền cho mình. Đúng không? Thì nếu mà mình gặp tai nạn á mà mình vô mình nhận lỗi hoài là mình khi mà kiện tụng là mình phải trả tiền đúng không? Mình phải trả tiền. Đó, nên tôi giải mới ghi nè. Since, bởi vì điều này đặt chúng ta trong cái tình thế pháp lý rất là nguy hiểm. Có nghĩa là khi mà đem ra kiện tụng mà mình nhận lỗi là mình phải trả tiền, có thể trả tiền triệu, tiền tỷ. Đó, nên là cái trong những cái vụ tai nạn á thì đúng là cái việc xin lỗi quan trọng thiệt, nhưng là nếu mà mình xin lỗi là mình sẽ mất tiền. Đó, kiểu như là cái liên quan tới cái việc kiện tụng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự trung thực của mình đúng không? Đúng không? Bởi vì đâu có ai muốn mất tiền đâu. Nên nếu mà mình gặp cái tai nạn mà mình cứ nhận lỗi nhưng mà mặc dù là nó sự thật là mình sai thiệt, nhưng mà nếu mà mình nhận lỗi đó là mình sẽ mất tiền đúng không? Nên là cái tình huống đó là làm cho mình phải nói dối á, đó, kiểu như vậy mà là mình không có thừa nhận xin lỗi nè. Nên tới luật sư mới khuyên là đừng bao giờ nhận lỗi, đó, never to admit fault. Rồi thì chữ this này là thấy cho cái gì em? Để nha, là chúng ta là hướng dẫn với luật sư và công ty bảo hiểm là đừng bao giờ thừa nhận lỗi hay nói xin lỗi trong những cái vụ tai nạn xe. Bởi vì điều này có thể đặt chúng ta trong cái tình huống pháp lý nguy hiểm. Điều này là điều gì? Nãy giờ nói rồi, là cái điều mà mình xin lỗi đúng không? Là cái hành động xin lỗi đúng không? Cái hành động xin lỗi, admit fault. Đó, bởi vì nếu mà trong tai nạn á mà mình cứ thừa nhận lỗi là mình phải trả tiền tỷ, tiền triệu cho đối phương. Đó, bởi vì điều này đặt chúng ta trong cái tình huống pháp lý rất nguy hiểm mà. Thì cái này là cái việc xin lỗi đúng không? Làm chúng ta trong một cái tình huống pháp lý rất là nguy hiểm. Thì ở đây là hành động xin lỗi, thì câu này là câu B, admitting fault. Đó, thấy hay không? Còn 49 thì sao mấy em? Ý nào sau đây là not true, ý nào sau đây không đúng về những lời xin lỗi trong cái bài đọc. Cái này thì dễ lắm em. 49A nói về cái gì? Ngày càng nhiều những lời xin lỗi thì được cung cấp bởi phụ nữ so với đàn ông ở trong xã hội ở Mỹ. Câu A thì có đề cập nha. Phụ nữ thì cung cấp những lời xin lỗi nhiều hơn đàn ông mà. Đề cập ở dòng này nè mấy em. Đây này, chỗ này nè. In the American context, there is ample evidence that women are more inclined to. Phụ nữ có xu hướng là cho thấy cái việc ăn năn, condition, cái việc xin lỗi so với đàn ông, là phụ nữ xin lỗi nhiều hơn đàn ông. Thì đây là câu này là câu A có đề cập mấy em. Câu này là câu A có đề cập nha. Câu A có đề cập, không phải đáp án. Còn câu B thì sao? Apologies là những lời xin lỗi thì tương tự những cái lời hứa là không có phạm sai lầm. Câu B có đề cập luôn. Những lời xin lỗi giống với những lời hứa là không có lặp lại những lời nhân động sai lầm đúng không? Nhân động sai trái. Thì cái này đề cập ở đây nè mấy em. Cái này đề cập nè. Mấy em coi kỹ nha. Là cho thấy bạn empathize, thấu hiểu, mang lại cái cảm giác, condition, ăn năn hối lỗi. Mà quan trọng với apologies là nói về cái tầm quan trọng của lời xin lỗi á. Giống như là promise nè, giống như cái việc mà xin hứa hẹn là sửa chữa là không có và không có tái phạm. Thì ở đây là câu B có đề cập, không phải đáp án. Còn câu C thì sao? Là những lời xin lỗi
thực hiện bởi quản lý dẫn tới cái sự khó chịu của nhân viên. Trời ơi, nguyên cái bài đọc đề cập tới cái tầm quan trọng của apologies, mà nó nói là apologies làm cho nhân viên tức giận à, khó chịu là sai chắc luôn. Câu C là sai, nó bị trong này nè mấy em. Câu chuyện của người sếp thì đề cập ở đây đúng không? Đây này, đây đây đây, nó làm cho câu đó sai nè. One company manager told me that they were magic bullets. Là một quản lý công ty nói với tôi là họ chúng là những cái magic bullets, những viên đạn kỳ diệu à. Hả? Cho nên thừa nhận cấp dưới là nấy phạm sai lầm, bày tỏ cái sự hối hận. Nhân viên không chỉ tha thứ mà còn trưởng thành hơn, là tuyệt vời hơn chứ, là giúp cho công ty phát triển hơn nữa. Chứ frustration đâu mà frustration, sự khó chịu nhân viên nữa chứ. À, câu C là sai. Câu D, những lời xin lỗi giúp sửa chữa những cái mối quan hệ căng thẳng, strained, mà không cần dùng tới vũ lực. Thì câu D có đề cập mấy em, không cần dùng tới vũ lực à, sửa chữa mối quan hệ đúng không? Ở đây mấy em, à, đây chắc hợp lý á. They resolve conflict without violence. Apologies á, như là xin lỗi giải quyết mâu thuẫn mà không cần dùng tới violence, không cần dùng tới bạo lực. Rồi, còn câu 50 sao mấy em? Ví nào sau đây suy luận từ cái bài đọc đây. Mấy em coi nha. Câu A là awareness of, nhận thức về cái sức mạnh của apologies, sức mạnh của như là xin lỗi, là không phải luôn luôn constantly, luôn luôn, không phải luôn luôn chuyển thành cái sự thật sẵn lòng là xin lỗi. Câu A không có đề cập nha. Câu B, một bài là xin lỗi thì shallow, nông cạn, trống rỗng và không có ý nghĩa, sai chắc luôn. Nguyên bài đọc nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của apologies mà. Câu C, inability, cái việc không có khả năng xin lỗi cho thấy cái sự tự tin vào bản thân, sai luôn. Inability là sai mấy em, ở đây ability còn đúng á, thì phải là cái khả năng xin lỗi cho thấy cái sự tự tin bản thân thì còn đúng nha, chứ inability là sai. Thì câu này là câu D nha. Câu D, great relationships, những cái mối hệ tuyệt vời thì không hề khả thi khi mà thiếu đi những cái lời xin lỗi chân thành. Bởi vì sao? Nè nè, vô cái đoạn 1 tác giả nói gì mấy em, là những lời xin lỗi nè, giải quyết mâu thuẫn không cần dùng tới bạo lực, khôi phục lại sự cân bằng mối hệ xã hội. Đó đó đó. Cái đoạn 2, đoạn 3 nói về một cặp đôi là người vợ rất tức giận khi người chồng không xin lỗi. Đó. Cái tác giả phân tích là sao? Xin lỗi là giúp củng cố mối quan hệ, đó, giúp cho mối hệ hàn gắn hơn là trong gia đình. Cái đoạn 4 thì cũng nói là xin lỗi cũng quan trọng trong nên làm việc nữa. Đó, như người sếp xin lỗi nhân viên thì nhân viên lại trung thành hơn. Nói chung là tác giả nhấn mạnh vào cái việc xin lỗi giúp cho những cái mối hệ nên tuyệt vời hơn, nên là những mối hệ sẽ sao mấy em, sẽ rất là khó để hình thành, không có khả thi á khi mà thiếu những lời xin lỗi chân thành. Thì câu này là câu D. Rồi, mình làm được câu ý chính lắm em. Nói chung thì em thấy cái ý chính ở đây mình dùng cái gì. 14, ở đây em coi nha. Đoạn 1 nói về xin lỗi thì rất là có nhiều sức mạnh, giải quyết mâu thuẫn không cần dùng bạo lực nè, khôi phục cái gì đó. Tôi đã liệt kê ra hàng loạt mấy cái lợi ích của xin lỗi. Đoạn 2 với đoạn 3 đề cập với câu chuyện gì đó, người vợ tức giận khi mời chồng không xin lỗi. Đoạn 3 đề cập thêm cái lợi ích nè. Rồi tác giả nói gì mấy em? Đây nè, cho thấy bạn thấu hiểu, cung cấp cái yếu tố như là contrition, remorse và repentance mà trọng tâm với những lời xin lỗi. Là nói về những cái yếu tố quan trọng đó với xin lỗi đúng không? Cái đoạn 4 thì nói về xin lỗi quan trọng trong nơi làm việc. Đoạn cuối thì nói về cũng là về xin lỗi á, nhưng mà cái bản chất mà kiện tụng nó ảnh hưởng tới việc xin lỗi. Bởi vì nếu mà mình xin lỗi á, mà mình trung thật á, là mình sẽ gặp tình thế bất lợi về pháp lý, là như tai nạn giao thông, là mình cứ xin lỗi là mình sẽ chịu thiệt hơn đúng không? Mình phải trả tiền cho đối bên đối phương. Thì nói chung là ý chính nó về cái tầm quan trọng, những yếu tố quan trọng trong xin lỗi chân thành đúng không? Thì con là câu D em, là chính xác nhất nha. Những yếu tố của những cái lời xin lỗi chân thành, yếu tố ở đây thì anh thấy rõ ràng nhất là như mấy cái này nè em. Mấy cái này nè, đâu rồi ta? Có thể là mấy cái giải quyết vấn đề mâu thuẫn không dùng bạo lực, hoặc là mấy cái này nè, contrition, remorse, repentance mà trọng tâm với apologies. Nói chung là phiên cái bài đọc tác giả phải focus vào cái lợi ích, cái tầm quan trọng của những cái lời xin lỗi á. Nên câu D là chính xác nhất nha. Còn câu A, những cái chiến lược giao tiếp cho những cái mối hệ về chữa trị nha. Không phải rồi. Câu B, the mighty sorry,
cái việc xin lỗi khổng lồ, cái này nên kỳ kỳ ta, mighty là lớn á, khổng lồ á, cái này không có nói về cái tầm quan trọng thôi. Cái này thêm chữ sincere nè, những lời xin lỗi chân thành, nghe nó quan trọng trong việc giúp hàn gắn mối hệ hơn á. B nó kỳ kỳ thôi, nhưng xin lỗi lớn khổng lồ, không có nói về tầm quan trọng rồi. Câu C, speech acts, những cái hành động lời nói trong việc giải quyết tranh chấp, sai nha mấy em, không nói về xin lỗi là sai rồi. Rồi em coi chỗ này có hai mắt gì không, nên sửa bằng laptop á, quay màn hình có thấy ổn không? Rồi có hai mắt gì không nha, hai mắt gì không em? Không thắc mắc gì hơi ớp nhầm em. Bye bye nhé. Tạm biệt các em nhé. Bye bye.